Cùng với mong muốn hỗ trợ nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất trên mỗi đơn vị canh tác, ngành nông nghiệp thành phố Đà Lạt đang xây dựng mô hình trồng hoa lây ơn nhập khẩu cũ giống từ Hà Lan. Với tổng kinh phí hơn 193 triệu đồng, mô hình này được triển khai theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Và theo đó, nhà nước sẽ hỗ trợ hơn 137 triệu đồng và nông dân tham gia mô hình đối ứng gần 55 triệu đồng. Trung tâm nông nghiệp thành phố Đà Lạt được bàn giao cho đầu tư triển khai số mô hình trồng hoa lây ơn tại phương 11, quy mô diện tích 6.000m2 với 6 năm hộ tham gia. Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt theo dõi nắm bắt tình hình, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện mô hình. Mô hình trồng hoa lây ơn Hà Lan nhằm giúp bà con nông dân tiếp cận với nguồn giống mới, chất lượng cao, làm điểm học tập, trao đổi kinh nghiệm, chuyển đổi cây trồng tại địa phương. Qua đó, có phần nhân rộng mô hình tại những địa bàn phù hợp.